Ai cũng bảo trọng tài là những người thét ra lửa, vung tay thành luật. Nhưng ít ai nghĩ rằng họ lại có thể là trung tâm của những vụ lùm xùm ngớ ngẩn. Thế mà mới đây, David Coote, trọng tài hàng đầu của Premier League, lại thành nhân vật chính trong một đoạn video rò rỉ trên mạng xã hội với những lời lẽ ngọt ngào dành cho Jurgen Klopp, cựu huấn luyện viên của Liverpool. Những từ ngữ mà Coote lựa chọn dành cho Klopp không chỉ đậm chất Anh quốc mà còn gây sốc cho người hâm mộ. Đặc biệt là khi ông thể hiện thái độ không mấy thiện cảm với Klopp bằng cách gọi ông là kẻ Đức kiêu ngạo chết tiệt. Thật khó mà tin nổi, một trọng tài chuyên nghiệp lại có thể trở thành một cây hài mạng xã hội bất đắc dĩ như vậy. Vụ việc của trọng tài David Coote và mối quan hệ căng thẳng với cựu huấn luyện viên Liverpool đã được thổi bùng lên. Trong một đoạn clip phân tán trên mạng, người ta vô tình thấy trọng tài David Coote đã buông ra những lời cực kỳ xúc phạm nhằm đến Liverpool và cụ thể là huấn luyện viên Jurgen Klopp. Và chỉ một giờ sau, David Coote bị đình chỉ công tác ngay lập tức sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video cho thấy ông đưa ra những lời chỉ trích đầy xúc phạm về phía Klopp. Đoạn video này lan truyền nhanh chóng cho thấy Coote đã gọi Klopp là thằng kiêu ngạo chết tiệt và sử dụng những từ ngữ có tính chất xúc phạm về quốc tịch của Klopp, gọi ông là thằng Đức chết tiệt. Mặc dù tính xác thực của đoạn phim vẫn đang được điều tra, PGMOL, tổ chức quản lý trọng tài bóng đá chuyên nghiệp Anh, đã ra thông báo đình chỉ Coote ngay lập tức để điều tra về sự việc. Thực ra trong bản này tôi đã giảm nhẹ những từ mà David Coote mô tả, vì Coote ông đã dùng hẳn hai từ thuộc nhóm bộ phận sinh dục nam nữ để mô tả Liverpool và Klopp. Nguồn tin từ những người am hiểu tình hình yêu cầu giấu tên cho biết David Coote không phủ nhận rằng ông là người trong đoạn video. Một phần nội dung trong đoạn phim cho thấy Coote kể lại trải nghiệm cá nhân khi ông làm trọng tài cho trận đấu giữa Liverpool và Burnley trong thời gian phong tỏa Covid-19. Ông đề cập rằng Klopp từng cáo buộc ông nói dối và đối xử thô lỗ với ông sau trận đấu. Coote nói rằng ông cảm thấy không muốn trò chuyện với Klopp vì cho rằng vị huấn luyện viên này quá kiêu ngạo. Coote cũng nhấn mạnh rằng ông đã cố gắng duy trì khoảng cách và tránh tương tác với Klopp. Hành vi này của một vị trọng tài có kinh nghiệm như Coote đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính trung lập và đạo đức của các trọng tài trong bóng đá Anh. Liverpool hiện tại vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng có thể hiểu được rằng họ có mối quan hệ căng thẳng lâu dài với David Coote. Trong nhiều năm qua, đội bóng này đã gặp phải không ít quyết định bất lợi từ Coote, khiến cho Klopp nhiều lần công khai chỉ trích khả năng điều hành của ông. Một ví dụ điển hình đó là trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal vào tháng 12 năm trước. Coote làm nhiệm vụ VAR nhưng không khuyến cáo trọng tài chính xem lại pha bóng Martin Odegaard để bóng chạm tay cho vào cấm. Tình huống này sau đó đã được giới chuyên môn và trọng tài trưởng Howard Webb thừa nhận là một sai lầm. Webb chia sẻ trên Sky Sports rằng mọi người đều mong đợi một quả phạt đền trong tình huống này. Lỗi này khiến Liverpool không được hưởng phạt đền và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch của Liverpool. Trước đó vào năm 2020, trong trận derby Merseyside tại sân Goodison Park, Coote cũng đã vướng vào một quyết định gây tranh cãi khác khi bỏ qua pha phạm lỗi của thủ môn Everton Jordan Pickford với trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool. Hậu quả là van Dijk bị đứt dây chằng chéo trước ACL, khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt 9 tháng. Klopp sau trận đấu không hiểu vì sao Coote, người có cơ hội xem lại không khuyến cáo trọng tài chính trừng phạt Pickford. Sự kiện này để lại một vết hằn cho mối quan hệ giữa Liverpool và Coote, càng củng cố thêm cảm giác bất mãn từ phía Klopp và các cầu thủ Liverpool về khả năng trọng tài của ông. Sự kiện đình chỉ công tác Coote lần này đã gây ra làn sóng phản ứng trong cộng đồng bóng đá Anh. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội để PGMOL xem xét và cải thiện hệ thống đào tạo và giám sát trọng tài. Một trọng tài không chỉ có trách nhiệm xử lý trận đấu một cách công tâm mà còn phải là một hình mẫu về đạo đức và thái độ ứng xử trên sân. Việc Coote sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, đặc biệt là với một nhân vật nổi tiếng như Klopp, không chỉ làm tổn hại đến uy tín cá nhân của ông mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của PGMOL. Đây là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc duy trì đạo đức và trung lập trong bóng đá, đặc biệt là khi những hành vi của trọng tài ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý và phân tích công khai. Vụ việc này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách mà các tổ chức bóng đá và công chúng xử lý những vấn đề liên quan đến thái độ và hành vi của các cá nhân trong làng bóng đá. Đình chỉ Coote là một bước đi rõ ràng nhằm duy trì chuẩn mực ứng xử chuyên nghiệp và bảo vệ uy tín của bộ phận trọng tài. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi về tiêu chuẩn công lý trong bóng đá và liệu những sự cố tương tự có thể được ngăn chặn trong tương lai hay không. Trong bối cảnh mà mạng xã hội và truyền thông ngày càng có sức mạnh lan truyền, các trọng tài như tất cả các thành viên trong cộng đồng bóng đá phải cẩn thận hơn bao giờ hết trong lời nói và hành động, vì bất kỳ sai lầm nào cũng có thể được lan truyền nhanh chóng và dẫn đến hậu quả khó lường. Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá không thiếu những câu chuyện về việc các trọng tài đe dọa, thậm chí là buông lời lăng mạ cầu thủ và huấn luyện viên. Mặc dù trọng tài luôn được xem là người giữ luật, đại diện cho sự công tâm và công bằng trên sân cỏ, nhưng thực tế lại cho thấy có những ông vua áo đen đôi khi lợi dụng quyền lực của mình để trả đũa hoặc chút giận cá nhân.
những vụ lùm xùm như trọng tài Tony Chapron ngáng chân cầu thủ Diego Carlos, hay gần đây đó là David Coote bị cáo buộc dùng lời lẽ xúc phạm huấn luyện viên Klopp chỉ là phần nổi của tảng băng. Ở đằng sau hậu trường, các cầu thủ thường kể lại những tình huống đá đều, đe dọa từ phía trọng tài khi không ai chứng kiến. Điều này cho thấy quyền lực của trọng tài có thể mang đến những mặt tối, và đôi khi những người làm luật lại là những người bẻ luật đầu tiên. Trong bóng đá quốc tế, mặc dù hiếm gặp, đã có một số trường hợp trọng tài bị cáo buộc có hành vi không phù hợp hoặc xúc phạm cầu thủ hoặc đội bóng. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu. Tháng 10 năm 2024, trọng tài người Ý Fabio Maresca bị đình chỉ công tác tại Champions League sau khi bị cáo buộc đe dọa giết cầu thủ Khaled Amouset trong một trận đấu tại giải ngoại hạng Coet. Maresca được cho là đã nói, hẹn gặp lại lần sau, tôi sẽ giết anh, với Amouset. Sự việc này dẫn đến việc ông bị loại khỏi tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại Champions League và đối mặt với nguy cơ bị cấm làm trọng tài ở Serie A trong ít nhất một tháng. Trọng tài Tony Chapron và cầu thủ Diego Carlos năm 2018. Trong trận đấu giữa Nantes và Paris Saint-Germain vào tháng 1 năm 2018, trọng tài Tony Chapron đã ngáng chân cầu thủ Diego Carlos sau khi bị vấp ngã bởi cầu thủ này. Sau đó, Chapron còn rút thẻ đỏ đuổi Carlos ra khỏi sân. Hành động này đã gây phẫn nộ và Chapron bị đình chỉ công tác. Trọng tài Sebastian Cotescu và cáo buộc phân biệt chủng tộc năm 2020. Trong trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Istanbul Başakşehir tại Champions League vào tháng 12 năm 2020, trọng tài thứ tư Sebastian Cotescu bị cáo buộc sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc đối với trợ lý huấn luyện viên Pierre Webo của Istanbul. Sự việc này dẫn đến việc cả hai đội rời sân để phản đối. Những vụ việc này cho thấy rằng mặc dù hiếm nhưng vẫn có những trường hợp trọng tài có hành vi không phù hợp hoặc xúc phạm đối với cầu thủ hoặc đội bóng, dẫn đến tranh cãi và hậu quả nghiêm trọng. Những quyết định sai lầm có thể làm bùng nổ sự phẫn nộ từ cổ động viên, huấn luyện viên và cầu thủ, nhưng rất ít khi trọng tài phải đối mặt với hậu quả nặng nề. Sự bảo vệ này bắt đầu từ chính các tổ chức bóng đá quốc tế và các cơ quan quản lý trọng tài như PGMOL ở Anh. Với lý do duy trì tính công bằng và bảo vệ uy tín cho trọng tài, những cơ quan này thường chọn cách đối phó kín đáo trước những lỗi lầm của trọng tài, thay vì công khai hay xử phạt nghiêm khắc. Điều này dẫn đến nghi vấn, tại sao trọng tài lại được bảo vệ kỹ càng đến như vậy? Có lẽ một phần lý do nằm ở tính chất phức tạp và áp lực cao của công việc này. Trọng tài phải đưa ra các quyết định quan trọng trong tích tắc trước hàng chục nghìn người theo dõi trực tiếp và hàng triệu khán giả truyền hình. Quyền lực của họ không chỉ nằm trong việc áp dụng luật chơi mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng, tài chính và thành tích của các đội bóng. Sai lầm của trọng tài có thể khiến một đội bóng mất điểm, một huấn luyện viên mất việc. Nhưng chính vì vai trò trọng yếu này mà họ được che chắn để tránh các áp lực từ bên ngoài. Nếu các trọng tài bị trừng phạt nặng nề và công khai sau mỗi sai sót, thì rất khó tìm được những người sẵn sàng đảm nhận công việc này. Ngoài ra, việc bảo vệ trọng tài cũng có thể là một cách để các tổ chức bóng đá duy trì quyền lực và sự độc lập của mình. Trọng tài được xem như một phần không thể thiếu của hệ sinh thái bóng đá, và nếu họ liên tục bị chỉ trích hay bị xử phạt, uy tín của hệ thống quản lý trọng tài cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Các tổ chức như FIFA, UEFA và PGMOL không muốn tạo ra tiền lệ xấu để các đội bóng hay khán giả có thể lật lại các quyết định trọng tài theo ý họ. Điều này làm cho trọng tài trở thành một nhóm người gần như miễn nhiễm với sự phản đối, bất kể sai sót của họ lớn đến đâu. Nhưng chính sự bảo vệ quá mức này đã tạo ra những vấn đề nghiêm trọng. Nhiều cầu thủ và huấn luyện viên cho rằng họ không có quyền lên tiếng hay đòi lại công lý sau khi bị xử ép bởi những quyết định sai lầm. Những vụ việc như David Coote dùng lời lẽ xúc phạm Klopp hay Tony Chapron ngáng chân Diego Carlos cho thấy rằng trọng tài đôi khi không chỉ mắc lỗi về mặt chuyên môn mà còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Việc che chở cho những lỗi lầm này không những làm giảm uy tín của trọng tài mà còn gây mất niềm tin trong lòng người hâm mộ. Liệu đã đến lúc bóng đá cần một hệ thống giám sát trọng tài minh bạch và trách nhiệm hơn?